Hello Vansa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vansa bản tin ngắn gọn trong cái buổi sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 12. Thì với cái tin tức ở tiểu bang Georgia, cái cuộc running thượng viện đã chính thức thuộc vào tay của dân chủ sau khi ông Warnock đã chiến thắng, báo cáo kết quả vào buổi tối ngày hôm qua quý vị nha. Thì đó cũng là một cái tin mà có thể ảnh hưởng tới thị trường. Cái vấn đề tiếp theo đó là thị trường ngày hôm nay đắm đuối vì rất nhiều các cái lý do. Lý do quan trọng nhất là lý do về phía tỷ phú Elon Musk, và lý do thứ hai là lý do của bên Trung Quốc đã dỡ bỏ thêm những cái lệnh hạn chế tiếp theo, và nó cũng ảnh hưởng tới thị trường. Và Elon Musk thì đã bị mất đi cái vị trí tỷ phú đứng đầu thế giới, và nó ảnh hưởng tới cổ phiếu Tesla cũng như là sự giảm sút trên xe Tesla và sự đánh giá trên cái giá trị như ra sao. Thì bạn sẽ tóm tắt ngắn gọn qua cho quý vị. Dow Jones tiếp tục giảm sau khi mà cổ phiếu đã bị hứng chịu cái sự sell-off lần lượt trên Apple này, Tesla và rất nhiều các cái mã khác cũng sell-off theo, vì họ sợ rằng sẽ có một cái đợt dip sâu sau những cái tin tức cực kỳ xấu xảy ra trong thị trường từ hôm qua đến ngày hôm nay. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng giảm, và các cái mã khác thì họ cũng đi theo cái vết của các cái mã lớn này để mà bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó thì tất nhiên vẫn có một số các cái mã vẫn màu xanh trong ngày hôm nay quý vị nha. Và sáng sớm thì tất cả các mã đều xanh một chút. Ví dụ như cái mã của nhà băng này, rồi Wells Fargo được lựa chọn hàng đầu sau khi đã có những cái lượt giảm để quay trở về này, rồi băng Walker này, đó. Và cái SolarEdge Technology thì lại tăng 5% trong ngày hôm nay. Thì nó thường có những cái sự ngược lại so với một số những cái mã khác, nhưng mà rất là ít đó. Và Tesla giảm vì cái giao dịch mua vào ít bán ra nhiều. Apple cũng vậy luôn quý vị ra, Microsoft cũng vậy luôn. Đây là những cái bảng thông báo, những cái mã gọi là có những cái sự tác động mạnh tới thị trường trong ngày hôm nay. Quay trở lại với cái tin tức của Elon Musk, thì quý vị thấy là tài sản cá nhân của Elon Musk đã giảm hơn 100 tỷ đô la. Đó, cho đến cái thời điểm hiện tại bây giờ, các cái khoản lỗ là kết quả của việc giá cổ phiếu Tesla giảm mạnh, giảm 52% trong năm nay. Trong khi đó, Elon Musk sở hữu 23% cổ phần của Tesla thông qua cổ phiếu và quyền chọn mua cổ phiếu. Mặc dù đã bán cái số cổ phiếu trị giá 19 tỷ trong năm nay đó, nhưng mà ông ấy vẫn còn cái lượng ở trong cổ phiếu rất là nhiều quý vị nha, của Tesla. Đó, cho nên nó bị ảnh hưởng là vì vậy. Và Musk đã sử dụng một cái vấn đề là người ta cho rằng Musk chơi cái trò giống như kiểu một cái trò chơi đó quý vị, this joke, dùng cái từ là trò đùa. Đó là ông ấy đã mua lại Twitter với tỷ giá 44 tỷ đô la, và nó cũng lấy đi của ông ta một khoản tiền khủng khiếp. Và tuy nhiên việc Musk đã mất hơn 100 tỷ đô la về tài sản cá nhân vào năm 2022 phần lớn là do 23% cổ phần ở trong Tesla, là nó bị dao động là do cái tiền ở trong Tesla, cổ phiếu nó xuống nhiều đó quý vị. Vì cổ phiếu Tesla đã giảm 52%. Oh my god, trong cái năm này đã vượt xa cái mức 29% của Nasdaq, 17% của SP500. Vượt xa những cái mức đó nha quý vị. Đó. Rồi bên cạnh đó thì niềm tin của nhà đầu tư và những tuyên bố của Musk về tương lai rực rỡ của Tesla bị sứt mẻ khi mà sự bùng phát Covid đã làm suy thoái nền kinh tế ở Trung Quốc, cũng như là sự mất tập trung của Twitter đối với các giám đốc điều hành. Và Tesla thì tự phong là công nghệ nhưng mà cũng đang bị ảnh hưởng rất là nhiều. Lãi suất ở Mỹ tăng cao cũng là một trong những cái yếu tố khác ảnh hưởng tới, và cái hạn chế rủi ro các nhà đầu tư nhìn nhận vào thị trường cổ phiếu nó giảm đi nhiều so với những cái thời kỳ trước. Musk đã góp phần vào sự suy giảm bằng cách là bán cổ phiếu Tesla trị giá 19 tỷ đô la trong năm nay. Đây cũng là cái tác động mà ảnh hưởng nhiều nhất tới thị trường, đã làm cho Tesla cổ phiếu giảm xuống nhiều đó quý vị, hơn 50%. Và Musk sẽ bán 22 tỷ cổ phiếu Tesla vào năm 2021 để rút tiền cho cái đợt tăng giá 50% vào năm ngoái rồi. Đó, cho nên là cái cổ phiếu Tesla nó không những chỉ bị ảnh hưởng của năm nay mà nó còn bị cái rớp giảm rất nhiều của cái đợt sau khi split đó quý vị. Đó, và sự đảo ngược cái vận may khiến cho Musk chỉ hơn 23 tỷ đô la so với người thách thức gần kề, với cái người giàu nhất thế giới đó quý vị. Đó. Ông ấy đã mất cái chức người giàu nhất thế giới. Musk cũng có thể bị truất ngôi nếu như cổ phiếu tiếp tục lao dốc, và đối thủ gần nhất của ông ta là Bernard Arnault, chủ tịch của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của Pháp, trị giá 157 tỷ đô cho đến ngày 21 tháng 11. Và Arnault cũng sa sút nghiêm trọng trong năm nay, và ông trùm than đá của cảng Ấn Độ Adani cũng đã có thêm 53 tỷ đô trong năm nay để vươn lên vị trí thứ 3 với khối tài sản ước tính khoảng 130 tỷ đô la. Đó, thì đấy là cái thông tin qua cho quý vị để quý vị được biết là ông Elon Musk đã mất cái vị trí tỷ phú. Nó ảnh hưởng tới thị trường rất nhiều, quan trọng là cái vụ ở bên dân chủ thắng phát, nhìn thị trường biết ngay. Ôi nó chán đời, nước không thể tưởng tượng nổi. Ông Warnock đã thắng ông Walker tại Georgia, dân chủ chính thức được 51 ghế ở Thượng viện nha quý vị. Không cần bà Harris nhảy vào cũng nắm Thượng viện, cũng chiến thắng giòn giã. Thế ai có tiền đi giúp đỡ 1 triệu đến 3 triệu con mèo hoang. Ôi dồi, bên Mỹ này mèo hoang nhiều lắm luôn, nó xung quanh nhà bà xà quá trời luôn. Đó, đấy là toàn bộ các cái thông tin trong ngày hôm nay mà bà xà muốn chia sẻ cho quý vị thôi. Doanh số bán nhà mới xây tăng vọt này, dù lãi suất thế chấp rất là cao. Cái lượng mà bán nhà mới xây á, tại vì sao quý vị biết không? Tại vì cái nhà cũ á, thì thực ra cái móng của nó có cái hệ thống bền vững. Hệ thống ngày xưa họ cho rằng cái móng rất là chắc, nhưng mà nó chỉ được mỗi cái đó thôi. Còn lại ví dụ như hệ thống ga, điện, nước các kiểu nó cũ á, quý vị về quý vị phải sửa, cho nên là người ta rất là ngại. Bây giờ họ ngại, họ không có muốn mua cái nhà thời xưa như nhà bà già đang ở này, là từ năm 1976-77 luôn. Đó, thì bây giờ hỏi những cái nhà, những ngôi nhà như này thì thường là chỉ những ai mà có con học ở những cái trường học good họ mua cho con họ thôi, sau này con lớn là họ lại bán. Đó, thành ra mặc dù như vậy nó vẫn rất là dễ bán nếu mà ở những khu như vậy. Thế còn những người mà họ mua với tính chất không cần phải lo cho con học hành ấy, thì họ nên chọn những cái ngôi nhà mới xây như thế này, nó lại rẻ nữa. Ước tính quý vị nhìn này, doanh số bán nhà mới xây của Mỹ tăng 7,5% lên mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 632.000 căn trong tháng 10 so với mức 588.000 căn. Đó, những cái căn này á, thì họ ấy rất là thích luôn, và cái giá trị kỷ lục tăng lên nha quý vị. Nó tăng, nó không giảm luôn nha. Tăng từ kỷ lục 493.000 đô, tăng từ 455.700 lên 493.000 đó quý vị. Đó, nguồn cung nhà mới để bán tăng lên. Và cái nguồn cung trong tháng 8, tháng 9 với tốc độ bán hàng hiện tại, con số này tăng so với nguồn cung tăng 5,57 tháng trong hồi tháng Giêng trở về đây á. Có thể một số người mua gấp rút hoàn thành giao dịch mua nhà trước khi nhà thậm chí còn đắt hơn. Đó, nhưng mà vẫn mua. Cổ phiếu lúc sáng sớm thì đúng là nó có tăng thật, bây giờ nó lại đâm đầu xuống rồi, nó pump and dump đó quý vị. Nhưng hôm qua ai mua dump thì lúc sáng sớm này bán ra rồi bây giờ nó dump lại mua lại này. Cái thời này nó toàn dump pump không à. Rồi bán xà dừng cái video tại đây nha. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Khi nào mà cổ phiếu nó phải xanh á, thì bán xà sẽ làm cái video short cổ phiếu cho quý vị để quý vị mua, quý vị biết cách mua. Tại vì bây giờ nó đang đỏ lừ thì không ai short cái lúc thị trường nó đang đuối cả. Đuối như thế này người ta toàn là mua vào thôi, người ta sẽ sell to close để mua vào cái cổ phiếu mà họ đã short nha quý vị. Thì họ tìm cái lúc đuối họ mua, bây giờ đang đuối mình không thể short được, phải chờ nó xanh thì mới short được quý vị. Khi nào thị trường xanh thì em sẽ làm cái video để hướng dẫn cho quý vị tự làm, tại vì rất là ăn tiền. Ví dụ như bỏ cái lúc mà short đó là mình kiếm được 1.000, 2.000 dễ ngon ẹt luôn. Rồi hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.